Sáng ngày 18 tháng 4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để thăm hỏi động viên gia đình thiếu tá cảnh sát giao thông bị nam thanh niên lái xe máy tông trúng người gây chấn thương sò so não, gãy xương hàm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 16 tháng 4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang do Thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa làm thủ trưởng tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Long An, huyện Châu Thành, Tổ công tác phát hiện xe máy do Võ Nhật Hùng, 26 tuổi, cầm lái chở theo Nguyễn Minh Hoàng, 27 tuổi, cùng ở tỉnh Bến Tre, đi sai làng đường để yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Hùng không chấp hành, bất ngờ lao xe máy vào người, khiến thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Hùng bị thương nhẹ, chiếc xe máy trượt dài gần 20 mét. Thiếu tá Nghĩa bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị với chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương hàm hiện thiếu tá nghĩa đã qua cơn nguy kịch sau khi xảy ra vụ việc Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã đến Bệnh viện Chợ Sảy thăm hỏi động viên gia đình Thiếu tá Nghĩa. Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng phối hợp điều tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật này.